dàn tên lửa tấn công chính xác của Nga nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine. Nga sử dụng hàng loạt loại tên lửa đa dạng nhằm mở đường cho các lực lượng tiến quân vào Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt Moscow và đang thực hiện tại nước láng giềng. Theo the Drive, trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt ở đông Ukraine hôm 24 tháng 2, Nga đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa. Điểm đặc biệt trong chiến dịch lần này là Nga quyết định sử dụng hàng loạt các vũ khí tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine với mục tiêu phi quân sự hóa quốc gia láng giềng. Việc sử dụng các loại tên lửa này là nhằm đảm bảo chúng có thể đánh trúng mục tiêu chính xác nhất và phù hợp với cam kết của Nga trước đó là không nhằm vào các thành phố và dân thường. Giới chuyên gia nhận định, trong chiến dịch lần này, Nga đã sử dụng số lượng tên lửa tiên tiến đa dạng chưa từng có. Các vũ khí này giúp Nga mở đường cho lực lượng khác tiến quân vào Ukraine. Đây được xem là chiến thuật mang tên đạp cửa. Theo một quan chức lầu năm góc, Nga bị nghi đã bắn 160 quả tên lửa về phía Ukraine, trong đó chủ yếu là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nhưng có cả tầm trung và tên lửa hành trình. Chúng được phóng đi đồng loạt từ các khu vực đất liền, trên biển và trên không với mục tiêu làm giảm khả năng tự vệ của đối thủ, cũng như khiến các chỉ huy quân đội đối phương giảm khả năng phán xét với tình hình thực tế. Các chuyên gia của The Drive đã phân tích các hình ảnh, video hiện trường, cũng như thông tin liên quan để liệt kê ra dàn tên lửa Nga đã sử dụng. 3M14 caliber giờ theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga đã mở màn chiến dịch với 30 tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M14 caliber giờ, LACM. Đây là loại vũ khí trước đây đã được Hải quân Nga sử dụng khi tham chiến ở Syria và nó đã trở thành một trong những vũ khí quan trọng nhất của Moscow. 3M14 caliber giờ là tên lửa cận âm có tầm bay 1.500 đến 2.500 km và có khả năng mang đầu đạn nặng 450 kg. 3M14 là một phiên bản trong họ tên lửa caliber giờ với hàng loạt các biến thể khác như tên lửa hành trình chống hạm, tên lửa chống ngầm. Nó là vũ khí có tính linh hoạt cao, phù hợp với nhiều khí tài quân sự. Trong chiến dịch ở Ukraine, 3M14 caliber giờ đã được phóng đi từ các chiến hạm trên biển đen. Kabi được xem là gần giống với các biến thể trước đó của tên lửa tấn công đất liền Tomahawk mà Mỹ sở hữu. Tên lửa hành trình phóng từ máy bay theo các chuyên gia, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. Trong ngày đầu chiến dịch, Nga đã điều 75 máy bay ném bom hạng nặng và hạng trung cánh cố định. Các máy bay ném bom hạng nặng có thể là Tu-160 Black Jack và Tu-95 bia hoặc Tu-22M khối Bắc Phi gc Trong khi đó, các phi cơ hạng chung có thể là Su-24 Fen và Su-34 bác Tu-160 và Tu-95 Milizay có thể phóng nhiều tên lửa hành trình từ máy bay. Hiện thời, Nga có hai loại tên lửa hành trình đầu đạn thường phóng từ máy bay là Kh-101 và Kh-55. Trong số đó, Kh-101 là tên lửa hành trình cận âm hiện đại, tăng hình, với tầm bắn tối đa 4.000 km. Nó lần đầu được sử dụng trong chiến dịch quân sự của Nga ở Syria. Iskander Mở lầu năm góc nghi ngờ có khoảng 100 quả tên lửa đạn đạo đã khai hỏa về phía Ukraine trong giờ đầu xảy ra xung đột. Các đoạn video chưa được kiểm chứng cho thấy Nga có thể đã sử dụng Iskander M. Đây là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nằm trong số nhiều hệ thống vũ khí mà Nga đã triển khai xung quanh Ukraine những tuần gần đây. Iskander M có thể khai hỏa vào hai mục tiêu khác nhau trong vòng một phút. Đạn tên lửa trong tổ hợp Iskander M nặng 3,8 tấn và mang theo đầu đạn có trọng lượng 480 kg. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo đạn đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay. Iskander M9M723 rất hiệu quả trong việc phá hủy các công trình quân sự cố định của đối phương như sân bay, kho tàng, trung tâm chỉ huy. Tầm bắn của tổ hợp này đạt từ 50 đến 500 km. Mỗi xe phóng tên lửa Iskander M thường mang theo hai đạn tên lửa. Iskander K ngoài 9M723, hệ thống Iskander có thể phóng tên lửa hành trình 9M728. ICADCA, tầm bắn của tên lửa là 500 km. Hiện chưa rõ là tên lửa này có được dùng trong chiến dịch hay không, nhưng nó được xem là rất lý tưởng để tấn công các mục tiêu chủ chốt với tầm tấn công ngắn khi chiến sự nổ ra. Tốc ca được phát triển từ Chiến tranh Lạnh. Tốc ca là tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động SGBM. Nó có thể mang hàng loạt đầu đạn với trọng lượng tối đa 500 kg và tầm bay 120 km. Kh 31P chuyên gia nhận định, tên lửa Kh 31P đã được Nga sử dụng trong giai đoạn đầu của chiến dịch nhằm mục đích phá hủy cơ sở radar của đối thủ. KH-31P ban đầu được thiết kế để đánh bại các hệ thống phòng không của phương Tây, bao gồm cả Patriot, nhưng nó có thể được trang bị một loạt các đầu dò radar thụ động. Nó được phóng đi từ các máy bay Su-24 và Su-34, cũng như các dòng hiện đại hơn là Su-30SM và Su-35 giây. Nó có thể bay nhanh gấp 3,5 lần tốc độ âm thanh và có tầm bay hơn 240 km. Chiến sự nóng bỏng, Thứ trưởng Ukraine kêu gọi dân cầm vũ khí. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Ma kêu gọi người dân cầm vũ khí khi chiến sự đang căng thẳng trong ngày thứ hai Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Washington Post đưa tin, trong bài viết đăng trên Facebook hôm 25 tháng 2, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Ma kêu gọi người dân cầm vũ khí lên, bao gồm vũ khí hạng nhẹ và bom xăng tự chế để sẵn sàng trước diễn biến chiến sự căng thẳng. Quân đội Nga đã cảm nhận được sức mạnh của lực lượng vũ trang Ukraine, bà viết. Quan chức này sau đó tuyên bố, bom xăng, vũ khí làm từ chai thủy tinh chứa các vật liệu dễ cháy có cơ chế hoạt động giống như lựu đạn cầm tay là một điểm trừ cho nga và một điểm cộng cho ukraine điều quan trọng là chúng ta phải vững vàng về mặt tinh thần đây là đất nước chúng ta chúng ta sẽ không từ bỏ bà ma kêu gọi ngày 24 tháng 2, nga thông báo mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở đông ukraine sau ngày đầu tiên căng thẳng chiến dịch đã bước sang ngày thứ hai khi lực lượng nga tiến quân vào ukraine từ nhiều hướng sử dụng các loại vũ khí chính xác Ukraine và phương Tây cáo buộc các lực lượng Nga đang áp sát thủ đô Kiev và có thể sớm tấn công vào thành phố này. Hôm qua, Ukraine thông báo cắt quan hệ ngoại giao với Nga và tuyên bố cuộc chiến với Nga đã bắt đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết, nước này sẽ phân phát vũ khí cho tất cả những người có đủ khả năng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Nga kiểm soát đảo phía nam Ukraine, toàn bộ binh sĩ trên đảo thiệt mạng. Ukraine cho biết hòn đảo trên biển Đen đã bị lực lượng quân sự Nga kiểm soát trong cuộc giao tranh ngày 24 tháng 2. Cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine ngày 24 tháng 2 cho biết hòn đảo của Ukraine trên Biển Đen đã bị lực lượng Nga kiểm soát. Cơ quan biên phòng Ukraine cho biết cơ sở hạ tầng trên đảo đã bị phá hủy sau một cuộc không kích và pháo kích. Thông tin liên lạc với lực lượng biên phòng và lực lượng vũ trang trên đảo cũng bị cắt đứt. Đảo, hay còn gọi là đảo rắn, nằm ở phía nam Ukraine. Hòn đảo này đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập danh giới lãnh hải của Ukraine. Dân số trên hòn đảo chủ yếu là lính biên phòng. Trong thông tin cuối cùng gửi về từ đảo, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết hòn đảo đã bị đối phương chiếm giữ, đồng thời cho biết các lực lượng Nga đã yêu cầu những lính biên phòng trên đảo đầu hàng. Biên phòng, vệ binh quốc gia và lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự, lực lượng Ukraine trên đảo cho biết. Theo hãng tin áp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết toàn bộ lính biên phòng trên đảo đã thiệt mạng hôm 24 tháng 2. Ngày 24 tháng 2, lực lượng của Ukraine phải đối phó với các đợt tấn công từ nhiều phía sau khi Nga tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Trước đó, Nga đã công nhận độc lập đối với hai vùng lãnh thổ ly khai tại Donbass, Đôn đông Ukraine. Giới chức phương Tây nhận định, đây là chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào một quốc gia châu Âu lớn nhất kể từ Thế chiến II, đảo ngược những nỗ lực ngoại giao suốt nhiều tuần qua. Một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ nói rằng, Nga đã dùng tổng cộng hơn 160 tên lửa, chủ yếu là tên lửa tầm ngắn, trong ngày đầu chiến dịch. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng ngay Gorkona Senkov cho biết, ngày đầu tiên của chiến dịch đã diễn ra thành công tất cả các sứ mệnh giao cho các nhóm binh sĩ của lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành thành công, ông Konashenkov nói. Tổng thống Zelensky cho biết 137 người Ukraine đã thiệt mạng hôm 24 tháng 2 sau khi nước này hứng chịu một chiến dịch quân sự quy mô lớn từ các lực lượng Nga. Hôm nay chúng ta đã mất 137 anh hùng, những công dân của chúng ta, cả quân đội và dân thường, ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu trực tuyến, đồng thời nói thêm rằng 316 người khác đã bị thương tổng thống zelensky nói rằng đất nước của ông bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến chống lại nga chúng ta bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến bảo vệ đất nước ai sẵn sàng sát cánh chiến đấu bên cạnh chúng ta tôi không thấy ai cả ông zelensky nói tổng thống zelensky tin rằng các nhóm phá hoại của đối phương đã vào thủ đô kiev theo thông tin của chúng tôi đối phương đã đánh dấu tôi là mục tiêu số một gia đình tôi là mục tiêu số hai họ muốn phá hủy ukraine về mặt chính trị bằng cách nhắm mục tiêu vào nguyên thủ quốc gia chúng tôi có thông tin rằng các nhóm phá hoại của đối phương đã vào Kiev, ông Zelensky cảnh báo. Rơi máy bay liên tiếp khi chiến sự nóng rực khắp Ukraine. Máy bay chiến đấu liên tục bị bắn rơi trong các đợt giao tranh tại Ukraine khi Nga triển khai chiến dịch quân sự rầm rộ, tấn công các mục tiêu ở nước láng giềng. Ông Anton Hezachen, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine đã bắn rơi một máy bay của đối phương ở thủ đô Kiev vào sáng hôm nay ngày 25 tháng 2 sau đó máy bay này đâm vào một tòa trung cư khiến tòa nhà bốc cháy. Hiện chưa rõ liệu máy bay này có bị trúng tên lửa không. Chính quyền Kiev cho biết ít nhất 8 người bị thương khi máy bay lao vào tòa nhà. Thứ trưởng nội vụ Ukraine Enin cũng thông báo một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 của Ukraine bị bắn rơi ở Kiev vào sáng sớm hôm nay. Các bức ảnh do lực lượng khẩn cấp Ukraine đăng tải cho thấy đám cháy bùng phát tại một ngôi nhà hai tầng sau khi các mảnh vỡ của máy bay rơi xuống. Hiện chưa rõ đó có phải là mảnh vỡ của máy bay Su-27 hay không. Trước đó, cơ quan nhà nước về tình trạng khẩn cấp của Ukraine ngày 24 tháng 2 đưa tin, một máy bay vận tải của Ukraine đã bị rơi gần Kiev. Ukraine cho biết máy bay gặp nạn khi chở 14 người và 5 người đã thiệt mạng trong vụ việc. Toàn bộ những người thiệt mạng trên máy bay là do lửa bùng lên sau khi nó rơi xuống. Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết 6 máy bay Nga đã bị bắn rơi ở Ukraine. Quân đội Nga đã bác bỏ các tuyên bố này. Trong ngày đầu chiến sự, một máy bay vận tải An, 26 của Nga rơi khi đang vận chuyển thiết bị khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Ngoài ra, một máy bay Su-25 của không quân Nga cũng rơi khi tham gia chiến dịch tại Ukraine do lỗi của phi công. Các vụ rơi máy bay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine đang leo thang sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn chiến dịch quân sự đặc biệt ở đông Ukraine nhằm bảo vệ hai vùng ly khai ở khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi lực lượng vũ trang Ukraine buông vũ khí để tránh thương vong và khẳng định quân đội Nga chỉ tấn công vào cơ sở quân sự Ukraine và không nhằm vào các thành phố cũng như dân thường. Ngoại trưởng Ukraine Zoleba hôm nay cho biết thủ đô Kiev đã bị tấn công bằng tên lửa. Đợt tập kích tên lửa khủng khiếp của Nga vào Kiev, lần gần nhất thủ đô của chúng ta trải qua điều như vậy là vào năm 1941. Khi phát xít Đức tấn công, ông Leba viết trên Twitter, trước đó, một loạt tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở Kiev, dường như là âm thanh của hệ thống phòng không bắn trúng máy bay. Một nhân chứng của Reuters cho biết sẽ có nhiều tiếng nổ hơn khi quân đội Nga tiến gần đến Kiev trong sáng nay. Trong ngày 24 tháng 2, mưa tên lửa đã dội xuống các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Giao tranh khốc liệt nổ ra ở khắp các khu vực Sumy và Khaki ở Đông Bắc và vùng Kherson, Odessa, những vị trí chiến lược của Ukraine ở phía Nam. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng ngay Igor Konashenkov cho biết, ngày đầu tiên của chiến dịch đã diễn ra thành công. Nga, Ukraine rằng có quyết liệt sân bay chiến lược cách Kiev 10 km. Nga và Ukraine thay nhau kiểm soát sân bay chiến lược Hotome, nằm cách thủ đô Kiev chỉ khoảng 10 km. Business Insider đưa tin, lực lượng Nga và Ukraine đã đối đầu với nhau hàng giờ đồng hồ tại một sân bay quan trọng ở ngoại ô Kiev, thủ đô Ukraine mang tên Hotome. Theo FP, vào sáng sớm ngày 24 tháng 2, lực lượng nhảy dù Nga đã đáp xuống và giành quyền kiểm soát sân bay này. Ukraine sau đó đã bày tỏ quyết tâm sẽ giành lại được địa điểm trọng yếu. Hotome nằm ở vùng ngoại ô phía tây bắc của Kiev, cách thủ đô khoảng 10 km. Đây là sân bay chiến lược và có ý nghĩa rất quan trọng để Ukraine có thể bảo vệ Kiev. Nếu Nga thành công kiểm soát sân bay chiến lược, họ có thể nhanh chóng đưa quân đội và đồ tiếp tế tới ngay sát Kiev. Một phóng viên người Mỹ cho biết, hôm 24 tháng 2, lực lượng nhảy dù Nga đã đấu súng với các quân nhân Ukraine tại khu vực sân bay. Các nhân chứng cho hay, các trực thăng quân sự bay ở tầm thấp, trong khi hỏa lực phóng ra xuống khu vực sân bay. Nổ súng đã xảy ra, kéo dài trong 3 giờ đồng hồ. Sau đó nhiều máy bay di chuyển tới và họ lại bắt đầu đấu súng tiếp, một người dân địa phương nói với AFP. Nga sau đó đã kiểm soát được sân bay Hotome khi lực lượng của họ xuất hiện bên trong cơ sở chiến lược này. Tuy nhiên, giao tranh vẫn chưa dừng lại và tiếp tục diễn ra quyết liệt. Ukraine được cho đã dồn lực lượng tới sân bay này để đối phó Nga. Ngày 25 tháng 2, trang tin Uzin phó dẫn thông báo từ cố vấn của tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Ole Azeto cho biết, phía lực lượng Kiev đã đẩy lùi được phía Nga. Ông Azeto nói rằng lực lượng đổ bộ của Nga đã bị triệt hạ. Tuy nhiên, hiện chưa bên nào có thể xác minh được tình trạng thực sự của sân bay Hotome.